Đất nền và nhà phố ven biển tại dân hội New City với số lượng giới hạn đã liên tục được các nhà đầu tư săn đón vì tính khan hiếm, nhất là khi quỹ đất phát triển nghỉ dưỡng ven biển đang dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, tiềm năng của dân hội New City được bảo chứng nhờ vị trí hai mặt tiền đắc địa. Một mặt là mặt tiền quốc lộ 19B, một mặt giáp biển Đông hướng Vịnh Kỳ Co. Đây là lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Quốc lộ 19B được xem là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp từ khu kinh tế Nhân Hội đến sân bay Phù Cát, trung tâm thành phố và nhiều danh thắng nổi tiếng. Vị phân khu 249 được quy hoạch theo mô hình liên bang các phân khu trong quy hoạch kiến trúc là điểm độc đáo khác biệt của Nhân Hội New City. Và mô hình này đã tạo nên một tổng thể đại đô thị tích hợp về hình thái quy hoạch, kết nối tiện ích đa phong cách và từ đó cũng gia tăng tuần hoàn các giá trị cộng sinh về tài sản, thương mại và dịch vụ. Các phân khu tại dự án Nhân Hội New City chính là các tiểu bang tái hiện phiên bản tiểu Đông Á độc đáo. Chúng ta xây một ngôi nhà ở đây để tận hưởng cuộc sống cân bằng, chất lượng hoặc là kinh doanh dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ rất là thích hợp. Cá nhân Quang Quý cũng đang rất là quan tâm đến bất động sản ven biển và có thể sau ngày hôm nay thưa quý vị, Quang Quý cũng sẽ tìm hiểu để đầu tư một mảnh đất nền tại Nhân Hội New City, nắm trong tay giá trị sinh lời vượt trội bên cạnh hàng loạt các chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính. Thì đặc biệt ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, quý khách hàng có thể tiến hành xây dựng nhà ngay với nhiều cao độ tầng với thiết kế đa dạng khác nhau và được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài quý vị nha. Đây là một yếu tố hiếm hoi đối với bất động sản ven biển. Và bên cạnh đó, với sự hợp tác toàn diện từ VP Bank và BBCombank, nhà đầu tư có thêm lý do để yên tâm đầu tư vào Nhân Hội New City khi có được đòn bẩy tài chính vững vàng. Như vậy thì có thể thấy cơ sở hạ tầng và tiện ích tại đại đô thị Nhân Hội New City đang dần hoàn thiện và kèm theo đó là pháp lý hoàn chỉnh. Với sự hình thành khu đô thị phức hợp ven biển có quy mô đẳng cấp bậc nhất này thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Quy Nhơn, thành phố cảng biển được tiếp thêm sức sống mới, sôi động và hiện đại hơn, kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch của khu vực.